Hoàng Ngọc Quỳnh, giảng viên tiếng Anh tại Anh ngữ Christina. Đây là video thứ tư trong series bài giảng về các thì trong tiếng Anh. Ở các video trước, các bạn đã được học về các thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn và thì hiện tại hoàn thành. Video này thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn học thì quá khứ đơn, simple past tense, cùng tìm hiểu kỹ về cách sử dụng, cấu trúc câu, dấu hiệu nhận biết cũng như các ví dụ và bài tập thực hành để các bạn hiểu và biết cách sử dụng một cách trôi chảy và tự nhiên trong giao tiếp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu học thì quá khứ đơn nhé. Về khái niệm, thì quá khứ đơn dùng để diễn tả hành động đã xảy ra và kết thúc ở trong quá khứ. Cách sử dụng, thứ nhất, thì quá khứ đơn diễn tả một sự việc đã diễn ra tại một thời điểm cụ thể hoặc một khoảng thời gian trong quá khứ và đã kết thúc hoàn toàn ở quá khứ. Ví dụ, the plane took off 2 hours ago. Máy bay đã cất cánh cách đây 2 tiếng rồi và sự việc này đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ cách đây 2 tiếng. They got home very late last night. Họ trở về nhà rất muộn tối qua. Cái sự việc mà họ trở về nhà nó đã xảy ra vào tối qua rồi. I met my wife in 1983. Tôi gặp vợ tôi vào năm 1983. Sự việc này đã xảy ra vào năm 1983 và kết thúc hoàn toàn trong quá khứ. She finished her work at 7 o'clock. Cô ấy hoàn thành công việc của cô ấy vào lúc 7 giờ. Cái sự việc mà cô ấy hoàn thành công việc đã xảy ra rồi và vào một thời điểm nhất định là lúc 7 giờ, nó hoàn toàn ở trong quá khứ. I lived abroad for 10 years. Tôi đã sống ở nước ngoài trong vòng 10 năm. Cái sự việc mà mình sống ở nước ngoài này nó xảy ra vào một cái khoảng thời gian trong quá khứ là 10 năm, nó hoàn toàn kết thúc trong quá khứ rồi. Cách sử dụng thứ hai thì quá khứ đơn diễn tả một hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ. Ví dụ, I often brought my lunch to school. Tôi thường mang bữa trưa đến trường, tôi thường mang cái đồ ăn trưa đến trường. Thì cái sự việc mà trong quá khứ tôi mang đồ ăn trưa đến trường nó xảy ra thường xuyên nên mình dùng quá khứ đơn. He visited his parents every weekend. Anh ta thăm bố mẹ của anh ta mỗi cuối tuần. Thì trước kia trong quá khứ anh ta thường cứ mỗi cuối tuần anh ta lại thăm bố mẹ anh ta và sự việc này lặp đi lặp lại trong quá khứ, mình dùng quá khứ đơn. She went home every Friday. Cô ấy trở về nhà mỗi thứ sáu. Sự việc này xảy ra lặp đi lặp lại trong quá khứ mỗi thứ sáu và mình dùng quá khứ đơn. When I was a boy, I walked a mile to school every day. Khi mà tôi còn là một cậu bé, tôi thường mỗi ngày đều đi bộ đến trường một dặm. Thì cái sự việc mà mình hàng ngày mình đi bộ một dặm đến trường nó xảy ra lặp đi lặp lại hàng ngày khi mà mình còn nhỏ và mình sẽ dùng thì quá khứ đơn ở đây. They always enjoyed visiting their friends. Họ luôn luôn thích thăm bạn bè của họ. Thì cái sự việc này nó luôn luôn nó lặp đi lặp lại trong quá khứ và chúng ta dùng quá khứ đơn. Cách dùng thứ ba thì quá khứ đơn diễn tả các hành động xảy ra liên tiếp trong quá khứ. Hành động này rồi nối tiếp hành động khác. Ví dụ, she came home, took a rest, then had dinner. Ba cái sự việc này nó xảy ra theo trình tự thời gian liên tiếp trong quá khứ và mình sẽ đều dùng thì quá khứ đơn. Came home, took a rest, had dinner. He fell down the stair this morning and hurt his leg. He fell down the stair this morning and hurt his leg. Thì cái hành động fell down the stair và hurt his leg nó xảy ra liên tiếp trong quá khứ và mình sẽ dùng quá khứ đơn fell down và hurt. I woke up, brushed my teeth, had breakfast and then went to school. Tôi thức dậy này, đánh răng này, ăn sáng này, sau đó thì đi học. Và bốn cái sự việc này nó xảy ra liên tiếp theo trình tự thời gian trong quá khứ, mình dùng quá khứ đơn. Cách dùng thứ tư thì quá khứ đơn diễn tả một hành động đang xen vào một hành động khác đang diễn ra trong quá khứ. Ví dụ, when I was having breakfast, the phone suddenly rang. Khi mà tôi đang ăn sáng thì chuông điện thoại bỗng dưng reo. Thì cái hành động mà chuông điện thoại bỗng dưng reo này nó là một hành động đang xen vào một hành động đang xảy ra trong quá khứ, là cái hành động mà mình đang ăn sáng. Nên ở đoạn này mình sẽ dùng quá khứ đơn. When I was cooking, my parents came. Khi mà tôi đang nấu ăn thì bố mẹ tôi đến. Cái hành động mà bố mẹ tôi đến, my parents came, nó đang xen vào hành động mình đang nấu ăn nên mình sẽ dùng quá khứ đơn. My parents came. He was walking in the street when it rained.
Anh ta đang đi bộ trên đường phố thì trời mưa. Cái hành động trời mưa này nó đan xen vào hành động đang xảy ra là hành động he was walking in the street. Cách dùng thứ 5 thì quá khứ đơn dùng trong câu điều kiện loại 2, câu điều kiện không có thật ở hiện tại. Ví dụ, if I were you, I would do it. Nếu tôi là bạn thì tôi sẽ làm nó. Và cái điều kiện này không có thực ở hiện tại, thực tế thì tôi không phải là bạn. If she had a better job, she would buy a bigger house. Nếu cô ấy có một công việc tốt hơn thì cô ấy sẽ mua một ngôi nhà lớn hơn. Và sự thật là thực tế là cô ấy không có một công việc tốt hơn như thế. Đây là điều kiện không có thực ở hiện tại. Chúng ta dùng quá khứ đơn ở mệnh đề điều kiện. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng học cấu trúc câu ở thì quá khứ đơn. Ở thế khẳng định, với động từ to be, chúng ta sẽ dùng cấu trúc chủ ngữ và to be là was hoặc là were. Chú ý với chủ ngữ là I, he, she hoặc it thì to be sẽ là was. Với chủ ngữ là we, you, they thì chúng ta sẽ dùng to be là were. Ví dụ, I was at my friend's house yesterday morning. Sáng ngày hôm qua thì tôi đang ở nhà bạn của tôi. Chủ ngữ là I sẽ đi với to be là was. They were in London on their summer vacation last year. Họ ở London vào cái kỳ nghỉ hè của họ năm ngoái. They, chủ ngữ là they, thì to be sẽ là were. You were with me the whole day yesterday. Bạn ở với tôi cả ngày hôm qua. Chủ ngữ là you, to be là were. He was in Japan last year. Chủ ngữ là he và to be là was. Anh ta ở Nhật Bản năm ngoái. Với động từ thường, ta dùng cấu trúc sau. Chủ ngữ sau đó sẽ là động từ ở thể quá khứ đơn. Động từ này có thể thêm ed hoặc là động từ bất quy tắc. Chúng ta sẽ học sau. Ví dụ, we studied English last night. Chúng tôi học tiếng Anh tối qua. Chủ ngữ ở đây là we và động từ là studied. Động từ ở thể quá khứ. I visited a client in London yesterday. Ngày hôm qua thì tôi thăm một khách hàng ở London. Chủ ngữ là I và sau đó là động từ visited. Visit chúng ta thêm ed thành visited. She planned the event all by herself. Tự cô ấy lên kế hoạch cho sự kiện. Thì ở đây chủ ngữ là she và động từ là planned. He met his old friend near his house yesterday. Anh ấy gặp bạn cũ của anh ấy gần nhà anh ấy ngày hôm qua. Chủ ngữ là he và động từ là met, động từ ở quá khứ của gì nhỉ? Của meet. I got a new job last week. Tôi nhận được một công việc mới tuần trước. Chủ ngữ là I và động từ ở thể quá khứ là got. Ok, ở thể cố định với động từ to be chúng ta sẽ thêm not vào sau to be, was hoặc were. Cấu trúc sẽ là chủ ngữ, sau đó sẽ là was not hoặc là were not, sau đó sẽ là động từ nguyên thể. Chú ý, chúng ta có thể rút gọn was not thành wasn't và were not thành weren't. Ví dụ, she wasn't very happy last night. Tối qua cô ấy không vui lắm. Thì ở đây chúng ta thêm not vào sau was, she wasn't. We weren't at home yesterday. Ngày hôm qua thì chúng tôi không có ở nhà. Chúng ta thêm not vào sau were. We weren't. We weren't. Với động từ thường, chúng ta dùng cấu trúc sau này. Chủ ngữ sau đó sẽ là did thêm not và sau đó là động từ nguyên thể. Chúng ta có thể rút gọn did not thành didn't. Ví dụ, I didn't talk to John yesterday. Ngày hôm qua tôi đã không nói chuyện với John. Ở đây động từ là talk, mình thêm didn't đằng trước để tạo thành thể phủ định. He didn't steal those ideas from the company. Anh ta đã không ăn cắp những ý tưởng đó từ công ty. Thì ở đây động từ là steal và mình thêm didn't đằng trước để tạo thành thể phủ định. You didn't show me the photos from the wedding. Bạn đã không cho tôi xem những cái bức ảnh từ đám cưới. Động từ là show và thêm didn't đằng trước. Ron did not sign the document. Ron đã không ký cái văn bản đó. Động từ là sign và chúng ta thêm did not đằng trước.
Tiếp theo ở thế nghi vấn, với câu hỏi có động từ to be và là câu hỏi yes no question thì bạn sẽ đảo động từ to be lên trước chủ ngữ, cấu trúc sẽ là was hoặc were, sau đó là chủ ngữ và sau đó là động từ nguyên thể. Câu trả lời có thể là yes, I, he, she, it, was. No, I, he, she, it, wasn't. Hoặc là yes, we, you, they, were. Hoặc no, you, we, they, weren't. Ví dụ: was she tired of hearing her customers complain yesterday? Cô ấy có mệt mỏi vì phải nghe khách hàng phàn nàn ngày hôm qua không? Yes, she was. Có, cô ấy có. No, she wasn't. Không, cô ấy không mệt mỏi. Were they at work yesterday? Họ có làm việc ngày hôm qua không? Yes, they were. Có, họ có. No, they weren't. Không, họ không. Câu hỏi có từ để hỏi, chúng ta sẽ đơn giản là thêm cái từ để hỏi vào trước was hoặc là were. Ví dụ: thời tiết ngày hôm qua như thế nào? How was the weather yesterday? Hoặc là: bạn đã ở đâu ngày hôm qua, tối hôm qua? Where were you last night? Ở đây chúng ta dùng từ để hỏi, sau đó là to be, sau đó là chủ ngữ. Còn với động từ thường, trong câu hỏi yes no question thì chúng ta sẽ mượn chọn động từ did và đảo lên trước chủ ngữ. Động từ theo sau sẽ là ở dạng nguyên thể, cấu trúc sẽ là did, sau đó là chủ ngữ, sau đó là động từ nguyên thể. Ví dụ: did you ask Phoebe to go out with you? Bạn có hỏi Phoebe đi chơi với bạn không? Yes, I did. Có, tôi có. No, I didn't. Không, tôi không. Did he miss the train yesterday? Anh ta có bị lỡ chuyến tàu ngày hôm qua không? Yes, he did. Có, anh ta bị lỡ. No, he didn't. Không, anh ấy không. Còn với câu hỏi có từ để hỏi ấy, thì chúng ta sẽ đơn giản là thêm từ để hỏi WH question vào trước did. Cấu trúc sẽ là từ để hỏi, sau đó là did, sau đó là chủ ngữ và động từ nguyên thể. Ví dụ: what did you see at the zoo? Bạn đã thấy gì ở vườn bách thú? Ở đây chúng ta dùng từ để hỏi là what, sau đó là chọn động từ did, chủ ngữ, và động từ nguyên thể là see. How did you get the right answer? Làm thế nào mà bạn có câu trả lời đúng vậy? How, từ để hỏi, did, chọn động từ, you, chủ ngữ, và động từ nguyên thể là get. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng học cách chia động từ ở thì quá khứ nhé. Thứ nhất này, ta sẽ thêm ed vào sau động từ có quy tắc. Thông thường thì ta sẽ thêm ed vào sau những động từ thường. Ví dụ như là watch thì ta thêm ed thành watched. Turn thêm ed thành turned. Want thêm ed thành wanted. Chú ý với động từ tận cùng là e thì ta chỉ cần cộng thêm d. Ví dụ như là type thì nó kết thúc bởi cái chữ cái là e đúng không? Ta sẽ thêm d vào, sẽ là typed. Smart cũng thế, nó kết thúc bởi chữ cái là e và ta cũng thêm d vào smart. Agree tương tự cũng là kết thúc là e và ta thêm d là agreed. Lưu ý tiếp theo, khi động từ kết thúc bởi một cái cụm là phụ âm, nguyên âm, phụ âm và chúng ta nhấn vào cái âm tiết này thì chúng ta sẽ nhân đôi cái phụ âm cuối lên, sau đó mới thêm ed. Ví dụ: stop kết thúc bởi phụ âm, nguyên âm, phụ âm và từ này có một âm tiết, chúng ta chỉ nhấn vào cái từ vào cái âm tiết này thôi, chúng ta sẽ nhân đôi cái âm p lên và chúng ta thêm ed vào đằng sau, stopped. Tương tự này, plan cũng thế, cũng là kết thúc bởi phụ âm, nguyên âm, phụ âm, chúng ta sẽ nhân đôi n lên và thêm ed, planned. Refer thì có hai âm tiết, kết thúc bởi f này, nguyên phụ âm, sau đó là nguyên âm, sau đó là phụ âm. Và cái từ này nhấn vào cái âm tiết cuối ấy, cho nên là chúng ta sẽ nhân đôi cái phụ âm lên và chúng ta thêm ed vào đằng sau, referred. Tương tự, commit cũng thế, từ này có hai âm tiết, nhấn âm tiết thứ hai và ở cái âm tiết cuối đó nó kết thúc bằng phụ âm, nguyên âm, phụ âm, chúng ta sẽ nhân đôi cái phụ âm cuối lên và thêm ed, committed. Tuy nhiên với những từ mà cũng kết thúc bởi phụ âm, nguyên âm, phụ âm nhưng mà cái cụm đó chúng ta không nhấn vào thì chúng ta sẽ không nhân đôi cái phụ âm cuối lên. Ví dụ như là từ open, từ này gì nhỉ,
cũng kết thúc bởi phụ âm, nguyên âm phụ âm, nhưng chúng ta lại stress vào cái âm tiết thứ nhất là ow chứ không phải là pen, cho nên chúng ta sẽ không nhân đôi cái phụ âm cuối lên và chúng ta sẽ chỉ thêm ed thôi. Tương tự như thế, visit, visit cũng kết thúc bởi phụ âm, nguyên âm phụ âm, nhưng mà chúng ta lại nhấn âm tiết thứ nhất, cho nên là mình sẽ không nhân đôi cái phụ âm cuối ở cái âm thứ hai lên. Với các động từ tận cùng là y dài, nếu trước y dài là một nguyên âm thì ta sẽ chỉ đơn giản là thêm ed thôi. Ví dụ như là play, trước y dài là nguyên âm a, chúng ta sẽ thêm ed vào đằng sau là played. Tương tự, stay cũng thế, trước y dài là nguyên âm a, chúng ta thêm ed, stayed. Còn nếu trước y dài là một phụ âm thì ta lại đổi y dài thành y ngắn, sau đó mới thêm ed. Ví dụ như là study, thì trước y dài là phụ âm the, và chúng ta sẽ phải đổi y dài thành y ngắn trước khi thêm ed là studied. Tương tự, cry cũng như vậy, cry, cried. Thứ hai, với các động từ bất quy tắc, ta không thêm ed và cần tra từ điển để biết dạng của động từ ở thì quá khứ như thế nào. Ví dụ như là go, khi mà ở thể quá khứ thì các bạn sẽ không thêm ed thành go, mà bạn sẽ phải tra từ điển để biết rằng là thể quá khứ của nó sẽ là went. Tương tự như thế, get, got, see, saw, buy, bought, vân vân. Bạn sẽ phải tra từ điển nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng học các dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ đơn. Với các câu ở thì quá khứ đơn thì trong câu thường có các từ chỉ điểm thời gian hoặc khoảng thời gian trong quá khứ như là yesterday, hôm qua, last night, last week, last month, last year, tối qua, tuần trước, tháng trước, năm trước, hoặc là ago, cách đây, ví dụ như là 2 hours ago, cách đây 2 giờ, 2 weeks ago, cách đây 2 tuần. Hoặc là các giới từ at, on, in. Ví dụ như là at 6 o'clock vào lúc 6 giờ, on Monday vào thứ hai, in June vào tháng 6. Hoặc là when, khi. When he was at college, khi anh ấy học đại học. When I was a little girl, khi mà tôi còn là một cô gái nhỏ. When she lived in England, khi mà cô ấy sống ở nước Anh, vân vân. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần cuối là phần thực hành nhé. Các bạn hãy cho dạng đúng của các động từ trong ngoặc của các câu dưới đây. Câu thứ nhất, my sister get married last month. Em gái tôi lấy chồng tháng trước. Đáp án sẽ là got. Nếu các bạn chưa biết thể quá khứ của cái động từ get thì các bạn sẽ tra từ điển nhé, nó sẽ là got. Câu thứ hai, Daisy come to her grandparents' house 3 days ago. Daisy thì đến nhà thì là của ông bà cô ấy vào cách đây 3 ngày. Đáp án sẽ là came, quá khứ của come sẽ là came. Daisy came to her grandparents' house 3 days ago. Câu thứ ba, my computer be broken yesterday. Máy tính của tôi thì bị hỏng ngày hôm qua. Đáp án sẽ là was. Chúng ta đây là ngôi thứ ba số ít đúng không? Chúng ta sẽ dùng to be là was. My computer was broken yesterday. Câu thứ tư, he buy me a big teddy bear on my birthday last week. Anh ấy mua cho tôi một con gấu bông rất là to vào ngày sinh nhật của tôi vào tuần trước. Đáp án sẽ là bought. Nếu bạn tra từ điển sẽ thấy rằng là dạng quá khứ của buy sẽ là bought. He bought me a big teddy bear on my birthday last week. Câu số 5, my children not do their homework last night. Con của tôi không làm bài tập về nhà tối qua. Đáp án sẽ là didn't. My children didn't do their homework last night. Câu cuối cùng, you lived here 5 years ago. Bạn có sống ở đây cách đây 5 năm không? Đáp án sẽ là did. Did you live here 5 years ago? Ok,
Vậy là chúng ta đã học xong toàn bộ thì quá khứ đơn, bao gồm cách dùng này, cấu trúc này, các dấu hiệu nhận biết này. Các bạn nhớ thực hành thật nhiều hơn để có thể sử dụng thành thạo thì quá khứ đơn trong giao tiếp nhé. Nhớ đăng ký kênh YouTube của Justina để nhận được nhiều bài học hơn nữa. Và nếu bạn muốn học lớp tiếng Anh mất gốc hoặc lớp tiếng Anh giỏi toàn diện 4 kỹ năng tại Justina, nhớ đăng ký học theo link ở bên dưới nhé. Chúc các bạn học tốt!